ăn gì hết chị hai? Chị đang ăn bánh. Thôi em xin miếng đi. Để em xé cho. Ai hút gì mà. Một miếng thôi nghe. Mình có khúc bắp ngon quá. Thôi cả chả mày nè. À? Còn có cái cùi thôi. Mình phải cho nó một bài học mới được. Oh no. Oh no. À, mình có ly nước ngon quá. Woo. Uống gì dạ? Nước. Cho con uống miếng đi. Chua quá. Đứa nào đá banh chúng tao? Sao không có ai chơi vậy ta? Ê Vĩnh, con ở lụm trái banh đi, dựng sáo canh cho, bả đi rồi. Mày, tao bắt được mày rồi, đi theo tao. Ai hút gì mà. Đá banh nè. Đá banh nè. À? Tội nghiệp thằng nhỏ. Khờ. Mình đi mua bánh ăn đi chị hai. Ủa mẹ biết là sao? Thương lắm. Mua đại đi em có tiền mà. Mua bánh cho con. Thôi bánh nhóc mua chi tùm lum. Mua bánh thu xì. À? Mua hoài mua về đâu có ăn. Gặp là đôi mua nhà bánh nhóc nhà mình hết rồi. Ai hút gì mà. Nhà mình hết rồi. Nào, nào, mày bước về cho, bước về.